mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ đi shopping ở chợ Việt Nam. Mời mọi người cùng theo chân mình để xem coi là chợ Việt Nam ở Canada có những gì nha mọi người. Chợ này thì tên là Huê Thạnh, nằm ở trong khu phố Tàu của thành phố Mississauga. Từ nhà mình đi đến đây thì khoảng 45 phút. Mỗi lần mà mình đi chợ này thì mua rất là nhiều đồ, vì từ nhà đến đây cũng khá là xa. Mua đồ thì mình thường để dành ăn cả tuần, có khi 2 tuần luôn mới đi chợ một lần. Mình hay đến đây để mua những cái gia vị nêm hay là những cái đồ cần thiết mà trong đồ ăn của Việt Nam của mình đó mọi người. Còn rau cải hoặc thịt cá, những cái món thường dùng á thì mình mua ở chợ Tây ở gần nhà. Ở trong khu này á mọi người, thì ngoài chợ Việt Nam ra thì còn có rất là nhiều tiệm bán đồ khác nữa, cũng bán rất là nhiều đồ Việt Nam. Mời mọi người cùng xem video để coi là ở trong khu phố Tàu này là có những gì nha mọi người. Bây giờ thì mình mới xuống xe và bắt đầu đi vô chợ. Thường thì mình sẽ đi vô chợ để mua đồ trước, xong rồi sẽ cất đồ lên xe và đi mua thêm những cái món khác ở những cái tiệm khác nữa. Đây là khung cảnh ở bên ngoài của khu phố này. Phía bên kia là có cái đình nhỏ, ở đó có thêm cái hồ nước có để cá nữa. Nhưng mà mùa đông thì người ta bắt cá đi hết rồi. Mùa hè thì ở đây cũng rất là đẹp. Khi nào có dịp mùa hè mình đi xuống đây, mình sẽ quay cho mọi người xem coi là khung cảnh ở bên ngoài của cái khu này nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì mình đi vô trong nè mọi người. Nó là chợ Việt Nam thôi nhưng mà người Hoa đến đây mua đồ cũng rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì đa số là đồ Việt Nam, vì ở đây toàn là chữ Việt Nam không à. Nè, nước tương chinh su nè, rồi nước mắm chinh su, rồi tương ớt chinh su nữa. Phía bên này thì bán là gạo và nếp. Mà ở đây có bán luôn nếp than nữa mọi người, có gạo lứt nữa. Ở đây thì có bán bánh mì Việt Nam nè mọi người, nhưng mà chỉ là bánh mì không thôi, mình ăn bao nhiêu ổ á thì mình lấy. Rồi chỗ này thì bán đồ ăn làm sẵn như là nem nướng nè, rồi xúc xích, rồi xôi. Có cả bánh quẩy nữa nè mọi người. Bánh quẩy thì 1 đồng 59 hai cái.
Có cả sữa ông thọ luôn, sữa ông thọ của Việt Nam. Ở bên này thì thường hay ăn tương ớt hiệu này. Trái cây Việt Nam thì cũng đầy đủ lắm, măng cụt rồi mãng cầu gai rồi có cóc, có ổi, có mận. Thanh long, đây là thanh long màu vàng. Có sapo chê nè mọi người. Rồi có ổi, ổi vườn luôn. Bên này thì là khu rau cải. Hành bao rô. Ở bên đây là hành một bó như vậy thì khoảng từ 6 đến 7 cây hành, mà giá đây đang bán là 3 bó là 2 đồng, nhưng mà giá đã sale đó mọi người. Nếu mà giá chưa sale là 1 đồng 40 mấy, có khi 1 đồng 5 mấy một bó hành. Cái này là xà lách son. Đây là hẹ. Hẹ thì người ta vô bó sẵn vậy đó mọi người. Mình không có lựa được. Mình thích bó nào mình lấy bó đó thôi. 3 đồng 99 nửa ký. 1 đô Canada thì khoảng 17 đến 18 ngàn tiền Việt Nam. Có nha đam, có khoai mì, có bắp chuối, có củ năng, đậu phộng, đầy đủ hết đó mọi người. Mấy cái dưới này là rau thơm, có xoài chua nữa nè. Có đậu rồng luôn. Bắp chuối thì có nguyên bắp hoặc là bào sẵn. Có tắc, có lá chanh. Một bọc như là 3 đồng 59 sen. Có trái giác để nấu canh chua đó mọi người. Đây là chỗ bán thịt. Thịt thì cũng giống như là cái chợ TNT mình đã làm video rồi á. Thì mình muốn mua thịt nào thì mình chỉ, người ta sẽ lấy cái cho mình. Rồi cân ký. Ở
tới đây thì là để bán lạp xưởng, nhiều loại lạp xưởng rồi khô. Chả cá, bò viên, chả lụa vân vân, rồi có bán huyết nè mọi người. Huyết thì có hai loại, huyết luộc sẵn hoặc là huyết tươi. Một hộp như vậy là 4 đồng, 3 đồng 99 một hộp. Còn cái này là da heo, người ta vô bịch sẵn như đó, một bịch vậy là 2 đồng. Bên này là khu chợ cá, có lobster, king crab, rồi có đủ loại cá luôn, rồi mực. Phía ngoài này thì là chỗ này thì chọn bán đồ chua như là dưa cải và kim chi hoặc là măng chua ở Việt Nam mình đó mọi người. Nhưng mình thì không có mua ở đây, mình toàn làm ăn, tự làm ăn không à. Đây thì là bao tử bò, rồi ở dưới thịt bò người ta vô sẵn là gà. Và cái kệ này thì là toàn là bột không à, từ bột nêm rồi bột làm bánh, đủ thứ loại bột làm bánh luôn, đó là của Việt Nam không.
Bên này thì là đậu hũ, từ đậu hũ non, đậu hũ chiên, rồi da hoành thánh, rồi có thêm mì, mì tươi hoặc là bánh cuốn, rồi mì khô vân vân. Ở đây cũng có bán một số loại mì của Việt Nam nè mọi người. Mình cũng đang mua một thùng, mình mua một thùng mì lẩu Thái. Có bán mì với hủ tiếu và phở của Việt Nam nữa. Là lá chuối đông đá. Rồi bì cũng đông đá, cái tím tím này là khoai ngọt đông đá. Khoai ngọt có người ta nghiền sẵn này, tán nhỏ sẵn này, đông đá luôn. Có bắp đông đá, khoai mì đông đá, đầy đủ mọi thứ đó mọi người. Cái này là hộp gà lộn, có hộp bịch lộn nữa. Hộp bịch lộn ở dưới, còn ở trên này là hộp gà lộn, 3 hộp là 1 đồng. Sầu riêng đông đá nè mọi người. Đi ở đây thì có bán đầy đủ các loại trái cây của Việt Nam luôn, nhưng mà toàn là đồ hộp thôi, mà đầy đủ hết. Bây giờ mình mua đồ xong rồi, bắt đầu mình sẽ tính tiền nè mọi người. Mình đi lại đây thì mình hay mua bắp bò, tại vì ở chợ Tây á, ở trên mình hay đi Costco thì nó không có bán bắp bò. Mình mua bắp bò về thì để nó bún vào Huế. Bên này nó gọi là mâm mì thuy á mọi người, là cây tiền á, người ta thường hay trồng trong nhà để cho may mắn. Còn phía ngoài này á là cái khu ăn uống. Ở đây nó một cái khu này giống như là một cái mall vậy á, thì có cái chợ này với lại một cái khu ăn uống. Ở phía ngoài thì có thêm nhiều tiệm khác nữa.
Giờ mình mua đồ xong rồi, mình cũng cất đồ xong rồi, mình sẽ qua bên đây á để mình mua đậu hũ, qua lò đậu hũ để mua đậu hũ. Mọi người thấy không, có bản bột chiên ở trong tiệm này cũng bán nhiều đồ ăn vặt Việt Nam lắm. Ngay góc đường này thì cái tiệm này là mình có thể chuyển tiền về Việt Nam hoặc là mình gửi đồ về Việt Nam. Đây là tiệm thuốc bắc nè, rồi có tiệm bán đậu hũ nè, rồi tiệm bán bánh mì, rồi có tiệm phở, rồi ở trong này thì có tiệm bán đồ Hàn Quốc nữa, rồi tiệm bán đồ người Hoa, rồi có tiệm bán điểm sắm, rồi có tiệm bán thịt heo quay, vịt quay, vân vân. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong để mua đậu hũ. Ở đây thì có bán đậu hũ, rồi chả chiên, có đủ món Việt Nam, bánh bía luôn, bánh tét, rồi bánh đậu xanh, có làm chả bông người ta làm sẵn, người ta bán sẵn hoặc là thành phi. Trong tiệm này thì có bán luôn sữa đậu nành, rồi bán nem, rồi bán đậu hũ nước đường. Dưa cải muối chua nè mọi người. Cái này thì thường là người khác người ta làm xong rồi cái người ta đem lại tiệm này người ta gửi bán. Ở tiệm này thì có bán thêm xôi, rồi có trà sữa trân châu, hoặc sinh tố, hoặc có nước mía nữa. Đây là một dọc những cái tiệm ở phía ngoài nữa, còn khu bên kia nữa, nhưng mà mình chưa không có đi hết được tại lạnh quá. Hẹn mọi người ở một cái video clip tiếp theo vào mùa hè nha. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha mọi người. Bye bye.